con gái thân bữa nay nó làm cho mọi người ăn ăn cơm chiều này. Mày trứng chiên nha, trứng nó chiên sao mà phồng lên đẹp lắm, nó lấy cái ngoài vậy mày mấy dở lắm nha. Tân thiệt, cảm ơn nha, bữa nay nấu ăn ngon giỏi quá ta, trong đây còn không hết hả? Bốn cái chín rồi, mọi người coi thì nó phồng lên đẹp. Mày ăn với bánh mì với trứng này, mà mày làm ít quá. Thank you.